Năm 2022, huyện Bảo Thắng đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 75 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao. Sau gần một năm triển khai, diện tích chuyển đổi cơ bản đạt kế hoạch với nhiều cây trồng mới, mang lại thu nhập tốt cho nông dân. Hàng chục sào hoa cúc ngũ sắc này được gia đình anh Nguyễn Văn Trinh trồng khoảng 5 tháng nay. Thuê lại những mảnh ruộng chuyên canh ngô trước đây để trồng hoa, anh Trinh thỏa thuận với các hộ dân mức giá 1 triệu đồng một sào một năm. Người cho thuê đất nếu muốn sẽ làm công luôn cho chủ vườn. Thì các cái hộ nông dân đây thì họ góp đất và công sức, còn đâu về kỹ thuật thì gia đình tôi cũng hỗ trợ các hộ nông dân đây về kỹ thuật để cùng nhau trồng hoa cũng như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Truyền thống gia đình trồng hoa suốt hơn 20 năm nay thì hiện tại các cái đầu mối ra thì gia đình cũng rất là rộng, bán trên toàn tỉnh Lào Cai. Khoảng mấy năm về đây thì dòng ngô bây giờ hết là nó chỉ lấm gốc xong rồi thu hoạch kém. Thế giờ thì có chương trình mà thay đổi đất mà họ về họ thuê đất trồng hoa thì dân cũng rất là phấn khởi để cho họ thuê. Thế giờ họ thuê một lần đầu tiên, thế mà thấy cây hoa vừa cao vừa đẹp vừa tốt. Năm 2022, huyện Bảo Thắng chuyển đổi khoảng 75 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng mũi nhọn, trong đó trên 28 ha đất ngô, lúa chuyển sang trồng hoa và rau quả như dưa chuột, đậu béo, cải bắp. Diện tích chuyển đổi trồng rau an toàn chủ yếu tại các xã Gia Phú, Thái Niên và một phần xã Sơn Hải. Riêng hoa tập trung chủ yếu tại thị trấn Phú Lu. Để đảm bảo thành công, ngoài việc hỗ trợ một phần kinh phí, huyện đã mời gọi doanh nghiệp, hợp tác xã vào cuộc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Đối với mô hình rau thì đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên dưa vùng miền ở Bắc Linh và Mai Anh ở Sa Pa để tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho bà con nhân dân với giá là ổn định. Đối với chương trình sản xuất hoa thì tôi đã liên hệ với các hộ gia đình đã có những đầu bao tiêu từ ngày xưa, mang tính chất cũng tương đối ổn định, thì là đã cung ứng hoa ra các thị trường chợ đầu mối ở trên Lào Cai. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi đất 75 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị, trong đó cây hoa cho thu nhập khoảng 180 triệu đồng trên 1 ha, cao gấp 4 lần lúa, ngô, rau màu cũng cao gấp 2 đến 3 lần. Thành công này đã tạo động lực lớn hiện thực hóa chiến lược phát triển lâm nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Bảo Thắng.